Cái gì ơi? Thì đây là con mi thế. Là chàng chỉ à? Đang suy nghĩ ra gì vậy? Kiểu gì cho tí lão sao? Được đấy. Vậy ra kia lấy. Cái trang trại này chật quá rồi. Thằng nhà nông đâu? Giết một con đi, giết một số con đi kìa. Phải. Lấy thịt đi. Phải tăng thêm sản xuất. Mình đuổi mình lấy thịt chứ. Đi chơi này. Đi chơi với. Đi với. Đi với. Ê, Infinity, Infinity có sách Infinity Không. sao thằng lấy hết sách rồi? Tất cả bên dưới Em đọc thấy đấy. gần đây. Ừ. Cái gì này? Loyalty Punch. Quick Charge. Một kiếm mới. Sắp đã yên rồi. Mới giờ đi. Ủa nhìn giáp sắp nổ đến nơi rồi. Đổi 10 clay ball lấy emerald nè. Emerald. Đổi emerald lấy brick. Đổi stone lấy emerald. Được quai à? Stone đâu? Stone. À stone. Rồi. Chết rồi, Đấy stone hết là rồi. mình À stone bên kia. mặt trời rồi. Chuyện lạ. Nghĩa là Sáng mai à, rạng sáng mai chúng ta khởi hành. We go at sunrise. What a deal. Nhớ cho cái cung đi.
ngon được 4 emerald rồi. Mẹ ai? À đây trong để vũ khí ấy. Toàn cung sắp hỏng rồi. Thật sự là tuần dưới kia kết hợp hai gì? Kết hợp nhưng mà nó mất cái enchantment gì ta. Tập cái anvil. Anvil á? Đồ lắm ba thằng ngủ cùng nhau. Tại mình đi đây. Từ nhà là mẹ gọi nha. Không ơi. Ơ mang thuyền lên chưa? Để tôi lấy thuyền. Nghĩa ơi đừng đi Nghĩa ơi. Thuyền. Cho lấy thuyền. Cạn lấy thuyền cần cho gì? Ba. Tôi chuẩn bị hết rồi. Có một cái rồi, có giường như ở. Tôi có giường không? Tôi đi cùng Nghĩa luôn. Từ từ kìa. Không có giường. Ngại quá. Hi hi. Nhanh lên không bỏ lại bây giờ. Bỏ lại là phải bỏ lại là phải ở nhà để nào chỗ nào ấy cạn lấy ba giường nha. Anh từ từ á, nó lên xây một cái cột đất to đùng lên đi để lúc về còn biết. Ui ok. Có đuốc không? Thế có đuốc không? Mà chạy về lấy đuốc hết à? Tôi về tôi lấy đuốc rồi đó. Ai phải chạy về. Ô chết xong thiếu đồ hẳn. Em bỏ chết. Cạn phí hơi bị nhiều thứ rồi đấy. Than đây rồi, than đây. Sao Omri thằng nào lấy mẹ quần của quần áo của tôi rồi. Ai lấy đồ đồ phụ nữ ra mặc thế. Không phải tôi. Bệnh hoạn thật. Em bỏ mất cũng đấy. Nghĩa là tôi làm giày kim cương nhá, cho nó sang chảnh. Thôi sao không được tôi... Kim cương là để ông ấy nè. Kim cương là để ông bỏ là làm với cho linh tinh nè. Nhanh lên thôi tôi đi rồi. Không. Ê cái NP ở đâu ấy? Cái NP ở không, Nghĩa đợi đi rồi. Chào với. Nghĩa ơi, đợi ơi. Nghĩa ơi, Nghĩa ơi. Tắc kiếm. Cạn ơi, đếm ngược. Thôi, mỏi lắm. Chuyện này còn gì đây? Đây có hai thuyền đây rồi à? Hướng, hướng là trước mặt là hướng gì nhỉ? Bật F lên. Đấy cứ nói đi rồi cũng bị đấy. Mặt trời mọc ở hướng hướng đông đúng không? Không, ông đang kia đi là, mặt trời là hướng đông, kia là hướng đông này. Thế đi đây sẽ là hướng nam. Ông đang đi hướng y. Đi hướng nam. Nghĩa là y là trục trục tung và trục hoành mà. Ờ thì đang đi y rồi đi. Đây là đi hướng nam. Nói chung là lúc về là đi hướng bắc. Nhớ thế. Ông lấy tọa độ ra tính cũng được. Không, tôi nhìn mặt trời để làm gì. Nếu mà giảm, nếu mà tăng về về y, tăng về x thì là nó sẽ là nó đi về hướng đông. Ôi, đang lên về hướng đông. Đang về hướng nam hả? Đông. Về hướng đông. Ai biết? Còn mặt trời mọc ở bên trái kìa. Đâu? Thấy không? Mặt trời mọc ở bên trái kìa. Cá heo theo mình tận đây kìa. Thách nó vào cái swarm ấy. Nghĩa rồi vào chỗ này. Nó swarm ấy. Chém chết mẹ rồi mấy bọn cá heo này. Bọn này vẫn vào đây à? Shrek thịt hết. Em bị dở ơi. Úp, có nghỉ đến cây rồi kìa. Bò ơi. Ôi. A kiết. Đi không? Đang thuyền đâu rồi? Ở thuyền đâu? Bay thuyền rồi. Ôi la kia.
Nghĩa ơi, làng. Làng nghĩa tôi lấy lâu rồi. Ờ. Làng này, làm bán lâu rồi. Nốt hết mọi thứ rồi. Không mang thằng nào về à? Đừng chạm xuống nước nha. Thằng cạn đâu rồi? Nó mất thuyền rồi. Thuyền đây còn gì? Đây thuyền à? Ai lấy thuyền? Đưa đây. Đây à? Hi hi, được người mạnh mẽ trở đi chơi. Nghe buồn cười quá. Oasis. Đúng là đi đến chân trời đất bể. Cạn muốn nếm cơm chó không? Hai thằng gay nói chuyện với nhau. Cái gì? Gay cái gì? Nhìn lại skin đi. Đang làm không nhỉ? Tụi mình có biết tọa độ nhà mình không? Chắc chụp ảnh ở đây, chụp ảnh lần trước hôm qua ở đây. Ừ, lục lại. Thật. Úi xô ôi. Quá ảnh, quá đẹp. Ui, cái gì kìa? Không làm map à? Map nó ở rùa đấy, rùa nghĩa dừng lại không thì chết đấy, rùa giả đấy, em gì đâu, rùa có mũ rùa. Đúng. Chứ không có khiên. Không sao, tôi có cung. Cung thay cho khiên. Đi theo sông hay đi bộ? Đi bộ đi. Thỏ ơi. Ôi. Nhìn cái sông quanh ấy. Để mình tất cả hai là kiến đâu rồi? Tôi thấy trước mặt ông ấy. King of Poker rồi khác. Ăn luôn. Nghĩa đâu rồi? Nghĩa xù nhanh thế. Để lại. Ân oán giang hồ, nuôi ta lớn. Nuôi ta lớn.
Ui, lema này có gì không Nghĩa ơi? Ôi, chả mang đuốc. Đừng vào hang, làm gì mình đi nó vẻ mục đích là để vào hang rồi. Vào hang lấy đuốc. Đây hướng đông còn gì, mặt ở đâu kia mặt trời lặn. Thịt sống tươi ngon bổ ích. Đây chứ không có giường. Đây tôi có 5 cái này. 5 giường à? 5 cái giường không ạ? Giường nhanh lên. Lên. Đi tiếp. Kinh nhỉ. Em bò. Mày nhìn đều tao đó. Mày nhìn đều tao đó. Tao chỉ giết bò thôi. Đến mình được xung quanh nữa. Tập chiều tập để one shot nhưng vẫn bỏ. Ơ thế à? Cầm cái gì cơ? Cầm chiều. Chết rồi, tôi chế hai cái hâu rồi. Bệnh. Cả đời chỉ có hôn ni. Sao em dìu... đi bên phải có núi to đùng này. Nghĩa là dìu từ khi nào đam cao ấy? Không, ông phải thì nhưng mà nó thì đập một phát nó phải chắc lâu ấy. À thấy rồi. Không có dụng để tấn dụng thì cây tôi đi nhanh ấy. Nghĩa đâu? Cả tụt lại rồi. À đây nghĩa kia. Thấy mỗi linh trái mỗi trái nghĩa đâu. Thằng này khôn nhỉ. Out trước khi bị ban. Chả khác gì block người khác trước khi bị block. Beef. Tập cô lang, cô lang. Tàn sát đấy. Kinh nhỉ.
Một này. Anh nghĩ lũ hết đây. Lũ sạch đây. Không chừa một cái gì. Này bán cái gì đây? Ơ thằng này nó lấy mẹ quý rồi. Thích chết không? Hồi nãy bán gì á? Thằng này được phết này, beetroot một emerald. Linh cái đường nghèo khổ vậy, cái thân lại nghèo nghèo thế. đi chỗ nào khổ vậy, chả có gì cả, em khổ vậy, tiếp tục đi chuyện kinh nhỉ. Đùa kìa. Tiếng gì ấy? Nghe tiếng gì ấy? Mình làm gì nào? Nó vừa có zhiu phát. Làng kia, kia tự tác kia ơi. Đâu, 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 Bên đâu. phải. Bên phải. Tự tác kìa. À, đây rồi. Bật third person lane. Được. Cái đỉnh bên kia cái gì nữa kìa? Đỉnh bên kia là gì? Phù thủy. Bên kia thủy. Có cái gì nữa? Phù thủy. Rồi rồi vào đây trước. Trong có kim cương. Tao biết phá mình ở dưới thì phá đi. Để. Em được có mình. Trong có gì không? Post armor là đáo vào bạn trả gì có biết có tiền tìm ăn powder bị kẹt rồi. Có mắt có gì đâu nè, có gì đâu nè, đằng này lên thuyền đi, đi tiếp nào, đằng này. Ừ thì cứ lên thuyền đi không đi ra đấy. Đăng này à. Ở thuyền đâu rồi? Vứt đi rồi. Kho báu anh à, ơi. Cái này. Kho báu này anh đi ơi. Một lúc này kia đi vào lúc kia đi. Giờ đấy có test đấy. Những kiểu gì cũng có test. Ngon. Toàn tham về gỗ. Ơ cạn là thứ ông thích ấy. Trong ngoài có này ngón nào giờ xì đây là cái gì nữa
Đây thuyền này, nghĩa này. Lấy ra đây. Biết gì hay rồi. Cái gì đấy? Ôi. Nặng. Có gì kêu tởm ấy? Nó chuyển tôi đâu? À, trên này cơ mà. Ai nghĩa đây đây có đúng đường không đây? Có đúng hướng không đây? Có. Ui sao nước biển đổi màu ạ? Một kia bên bên này này kia để đấy đi ngủ. Cái này có chết này. Ngon. Ngon ra khổ rồi. Ui, kết thôi. Đánh ra à? Không. Zombie à? Làm cam ra đây, đập cái thuyền này đi. Đập cái thuyền này đi. Thuyền này đi. Ra đi. Làm sao đây? Cạn ơi. Ôi. Tập bị làm sao đây? Ôi, nãy tởm vậy. Đi ngủ rồi. Đi vệ sinh đã. Ngủ đi. Ngủ rồi, đi vệ sinh đã. Xuống loot để. Cái này bố ạ. Đây này. Hòm có hòm nào đây không? Có. À đây có thật đây. Cutting table hồ à. Rotten fresh. Đi. 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 Ngon map với cả mục. Ê đây mặt trời mọc. Nghĩa này. Đang tìm map. Gì vậy? Thế là lửa mềm. Cái gì? Ê, kia? Có thuyền kìa. Thuyền kìa. Làng kia, làng. 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 Làng.
À, từ từ vào thuyền đã. Ủa cái gì ấy? Shipwreck à? Bom à? Ui! Biết mọi người. Dâu dâu Lấy hết ơi! đi, lấy hết đi. Cái shipwreck cái xịn ấy. Bên dưới còn không? Để có đấy. Thêm cái map này sách tận hại cái map đây đồng lúa này ở chỗ cái mà đồng lúa này lấy không muốn dùng cái này không được này không có gì thấy nữa bây giờ sang nào làm cái nhìn mày to ấy làng chả có gì đâu làng xịn đấy làng này nãy giờ có mỗi đồng lúa ở đây lấy hết lấy làm thành mấy mình ấy mỗi đứa start cây bò ấy hey bill hey bill Ông oh. Tháp này lại bỏ không gì Overland nó có cái gì đâu có ở đĩa bay kìa họ mới ấy rồi à họ đấy tôi vừa lấy xong đi đi bộ này lấy lúa mì đã nhớ rồi bắt tinh thể bỏ ở đâu nhỉ bánh mì cháy như nào ấy lô hào kiểu bánh mì cháy như nào ấy đi làm này đi làm này chờ tí đang chế bánh mì Ôi, làm hay này tỉ bánh mì luôn. Start. Hơn mấy stack. Thử đĩa bay à? Ê, khi nào có red? Red Shadow Legion á? Khi mình đánh... Shadow Legion à? Red trong mai cặp. Hãy
Đúng rồi, đúng này đúng không? Chơi đi rồi mà. Hả? Đang này mà đang tìm có bóng mà. Đường này đào ngay đây. Và bỏ ngay bên dĩa này. Harder to see, eh? Đây à, đấy, lên. Prismarine crystal. Harder to see cả, ai lấy đi? Ai cầm emerald ấy, để tôi đưa cho hết. Tôi cầm emerald. Mà tôi không cầm đâu, đồ nhiều lắm rồi. Có tận hai cái mũ iron helmet này. Kinh nhỉ, cho một cái. Ngon dùng luôn. À. Lấy hâu không? Cho hâu rồi. Chả lấy đâu mà nhỉ? Tôi gì ấy? Mũ? Không. Trong này mới mũ, mũ nguyên thế cơ. Ngon. Mẹ dùng cái xẻng phát bay hết cả chỗ. Xẻng óp ấy. Sắp hỏng cái nơi này. Nãy còn đang một nửa durability. Bây giờ còn có tẹo. Nghĩa rùa kìa. Vừa đi không mà trở lạn à. Nghĩa ông thích rùa mà. Nghĩa. Nhưng mà lạn được cái gì đâu. Nhưng mà ông thích rùa. Cái gì kìa. À đây cái gì rồi. Đợi về à? Ủa ý tôi đang chơi một phút này. Có một nhà không gửi lại đến gửi đi. Ngủ đi, nước lạnh lắm. À nước không lạnh rồi kìa. Ê, lag rồi. Ê, tôi bị lag rồi. Báo tiên độ cái. Cái gì? Giật như điên rồi.